Chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội với chủ đề Dòng thác kể chuyện được dàn dựng công phu với các tiết mục thực cảnh ngay dưới chân thác Bản Dốc, tạo ấn tượng lớn cho hàng nghìn người dân và du khách. Em cảm thấy rất là tự hào, rất là vinh dự bởi vì quê hương mình đã tổ chức được một cái sự kiện vô cùng là hoành tráng để quảng bá những cái danh lam thắng cảnh tuyệt vời đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Cái sự quảng bá qua Facebook cũng như mạng xã hội và thông tin xã hội thì chúng ta biết cái lễ hội này từ rất là lâu rồi. Vì vậy là tôi cũng tranh thủ ra đây và cái sự ảnh hưởng thực tế về cái lễ hội này, quảng bá về cái du lịch với lại các cái mặt hàng như là hạt dẻ ở Trùng Khánh thì thực sự là có tầm ảnh hưởng ở nước ta, thậm chí là bạn bè quốc tế. Tỉnh Cao Bằng chi từ ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực xã hội để tổ chức lễ hội quy mô giàu bản sắc với người dân là trung tâm của sự kiện. Cái lễ hội du lịch nhà thác Bản Dốc của chúng tôi mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc vùng miền đặc hữu của tỉnh Cao Bằng, vốn có của tỉnh Cao Bằng. Và cái mong muốn mà chúng tôi hướng đến đó là người dân, du khách được thụ hưởng, được sống trong cái nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của tỉnh Cao Bằng. Lễ hội thác Bản Dốc năm 2023 được kỳ vọng tạo cú hích về phát triển du lịch cho Cao Bằng trong năm nay, với mục tiêu đón 1,8 triệu khách du lịch trong năm 2023 và 3 triệu khách năm 2025.